hit me. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi nữ chủ tế trong map 82 để chọn trang phục chơi con đường suy luận đi. Cho nó nhỏ gọn xíu. Chơi trang phục vàng kia nó cái kiểu nó cứ to to kiểu gì ấy. Và ngày hôm nay thì đến lượt mẹ mình đi tiêm vaccine. Mấy ngày hôm qua rất là nhiều người đi, nhưng mà lịch của họ là những ngày họ đi ngày 13, 14 được tiêm. Còn 15, 16, 17 đó là dành cho ngày hôm nay. Đó, ngày hôm qua về tối tới ngủ giấc đến sáng cuối cùng là khỏe lại như thường. Tay giờ nó đỡ rồi, nó không có nhức như ngày hôm qua nữa. Chỗ tưởng tượng ngày hôm qua giống y như là hàng chục cú đấm đấm vô tay mình vậy đó. Giống như là tháo khớp tay là được luôn, nó mỏi kinh khủng. Mà ngộ cái chỉ có một bên tay thôi, chứ không có được, không có bị hết cơ thể, nó cũng đỡ đi. Chứ mình nhớ đợt tiêm mũi 1 vật vờ giống y như là bị sốt vậy, chán gì đâu. Người ngất ngang ngất ngường, không, nói chung là không có một cái tí sức sống gì hết. Mặc dù cơ thể nó cũng không có bị nóng hay bị gì hết, nó chỉ mỏi người thôi. Vậy cũng đỡ. Như thằng em họ của mình nó bị ải chìa hết đêm luôn. Trời ơi, sao không ngủ trời. Mà cơ chế của con người hay quá ha. Ví dụ đang ngủ say mà nhỡ có mắc ải chìa thì đôi khi cũng giật mình dậy để mà đi. Chứ ví dụ như là giấm đài luôn, giấm đài, giống như giấm đài thì có mà ra quần hết luôn rồi còn gì nữa. Đó, bởi vậy khổ lắm mọi người ạ. Ok, vòng qua đó đi. Tìm đập Pikapu mày má ơi. Trời ơi, chị yêu tới. Mất cái vòng của tôi rồi. Trời ơi, tức ghê. À, hôm nay gặp chị Bảy với anh Bên sao. Nói chung là làm hết nhiệm vụ rồi thì mình quay trở về những cái map yêu thương này. Chứ cái map mới mình không yêu thương nổi. Nó nhiều địa hình quá. Chơi bên Survival, lúc mà mình chơi Hunter mình gặp Survival sao họ cai gớm vậy. Đến lúc mà mình chơi Survival mình cai gớm không kém. Rầu rĩ gì đâu luôn á. Giống như ngày hôm qua cũng vậy đó. Trời, đang bắt Survival rất là sướng. 4 máy mà bay được 2 đứa rồi. Còn 4 máy cuối mình nghĩ đinh ninh là mình sẽ thắng, mình sẽ giết được 4, nhưng mà không. Nhỏ chủ tế nó cai mình cháy máy luôn. Hết mất dấu, xong lại đu dây, xong rồi vòng viết. Ui dồi ôi, đủ thứ trên đời hết trơn. Mình chơi cá, mình không chơi lại nó nữa. Khổ thật đấy. Nhưng mà để kiếm 10.000 điểm cho một trận đấu thì nói chung là cũng phải nhây. Nhây nhiều, tích 10.000 điểm cho nó nhanh. Chứ vô mà đâm họ, rồi giết họ xoành xoạch liền liền thì điểm sẽ cũng, nó cũng kiểu sợ thấp ấy. Ừ, giết nhanh quá cũng không ổn, mà giết lâu quá cũng không ổn. Cho nên là mình canh sao cho nó vừa vừa là được. Vừa vừa. Ghê không? Canh vừa vừa. Hôm nay gặp hai anh Hunter đời cũ. À không, một chị một anh. Nhưng mà nói chung là mực thì thấy sợ thiệt. Mực sợ lắm. Thôi, mình sẽ mua đồ thôi. Cái kim tiêm nhiều khi mà để vứt đó không dùng tới nó cảm giác rất là phí. Nhưng mà đến khi bị thương rồi ấy, lại thèm thuồng. Nhiều khi lục trả ra nó chứ. Ôi, chị gái tới. Chị yêu của tôi tới nè. Gớm mới được. Taylor Swift ơi mọi người. I chợt the body and the body chợt me. Mất người. Thấy chủ tế cứu ghế chưa? Tạ voi làm gì nhiều. Tạ voi làm cái gì rồi cũng mất người thôi.
Đấy, cho nên là gặp chủ tế nên giết đi mọi người ạ. Nhưng mà dù gì thì nó hết vòng nó cũng hết thời thôi, bởi vì vòng nó có hồi kịp để mà dùng. Nhiều khi cho là dùng những cái vòng thì phải nên chọn cái hộp điện thoại này. Sao nhìn bữa nay nó đẹp dữ vậy. Ok, mua thuốc này. Thường thường là tôi không có mua thuốc giải mã đâu á, nhưng mà cũng nên mua để giải mã cho nó nhanh, chứ không quá cần thiết vào những cái vật phẩm để cai hết trơn. Ô cái gì vậy? Ô vụ gì vậy? Ôi trời. Sao mỹ nhân đã xỉu. Ô mắm chua à? Hay thế. Ô chết rồi, cái vòng kìa. May quá. Ô. Ô cảm ơn mỹ nhân nha. Úi trời ơi. Yêu không tả nổi luôn á. Cho mình cái sọ tím đỡ bị ăn hít. Hay quá. Chơi bạn mỹ nhân chơi hay đấy. Mà công nhận cái bẫy nó kẹp lâu thiệt. 8 giây luôn á. Nó còn tính kéo mình vô cái bẫy đó lần hai. Trời ơi sao quá đáng lắm luôn. Thực sự rất là quá đáng. Nè. Vụ gì vậy? Có ai đời đứng giữa ván mà kéo không? Có ai không? Có chị đó. Chị bên. Yeah. Ồ chị bảy bên đấy. Hết vòng rồi. Đó cho nên mình nói là còn một máy cuối nên để dành vòng mà dùng. Nhưng mình đây thì mình xài hết rồi. Ơ súng. Bạn nào chưa biết thì để ý cái hộp điện thoại ấy, cái nào phát sáng lên là cái xà beng ở đó nha. Ôi ôi bên kia có án mạng kìa. Ở chúng nó giết người hay gì bên đó vậy. Bắn súng tùm lum. Đây đây, me mở cổng. Ồ, chị mắm chua kìa. Ồ, tim đập dữ. Ồ, bên này này. Hay. Con chó. Đó là con robot rắn dữ. Qua đây bạn ơi. Ok. Ủa đầu hàng luôn rồi. Không kịp bắn súng luôn á. Dỗi ghê. Và các bạn đừng chuyển kênh nhé. Mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho mọi người cùng xem. Mua quả súng xong chả được bắn. Chán chết đi được ấy. Tạo hình của cái skin này nhìn nó ốm quá. Nhưng mà thôi vậy cũng được. Nhưng mà chơi trong map này đúng hợp đúng không mọi người. Trượt tuyết này. Chị cá tới. Núp. Tôi sợ bị cai lắm. Ô sao thấy mình vậy? Ô chết tôi rồi, thấy rồi. Ui. Không hiểu luôn. Phay tu phay. Cái giờ nửa máu bắt cai, có điên không? Chị co bắn nó cho em đi chị co. Phi đao phi cước ra. Ôi ướt quá. Ôi dồi ôi. Thông thường là đi ngược về vị trí Hunter đứng á, là Hunter nó sẽ không có để ý mình ở đó, nó đi kiếm mình ở đó được. Ai ngờ mình đi lộ liễu quá hay sao á, nó vô nó thấy liền liền luôn. Cứu mình đi, mình làm lại nè. Follow me. Cá bây giờ leo rank rất là ngon. Mình hay đi leo rank bằng cá thôi. Nhưng trừ cái map nhà thờ đỏ ra. Map nhà thờ đỏ nó làm sao ấy. Khó tạo. Ủa 99 hả?
thôi cũng được, cai luôn nè. Khó tạo vùng nước kinh khủng, mà có tạo được thì cũng nhỏ xíu ở cái vùng bé tí ti ti à. Tụi nó thấy cái vạch nước của tụi nó qua hết à, bực mình. Chơi thì đã khó rồi mà tụi nó còn biết cai, rồi giải máy thì gớm. Trời ơi, chơi bời gì nữa trời ơi. Chết tôi rồi. Nước, nước, nước. Ô, họa sĩ ở đây. Ủa sao đi nhanh quá vậy? Ui dồi ôi. Vừa. Bạn ơi xin cái tranh bạn ơi. Sợ ghê. Được cái gì vậy? Tính làm gì vậy? Thôi tôi không đập phá nha. Ghê thiệt. Đúng rồi đó. Ném dao đi rồi rút cái dao về. Nước trong đây. Ôi khúc này chắc đập phá nữa nhờ. Ôi, thực ra thì chị cá rất là sợ những cái ván như thế này nha. Bởi vì mỗi lần mà rút dao về phải đập ván mệt lắm. Cho nên là mấy khu hẹp hẹp bắt buộc chị cá phải hồi cái dao về là bắt buộc phải rút về. Nhưng lợi dụng được mấy cái này cũng khá là ngon. Mất dấu, ôi không mất dấu à. Vẫn còn đuổi vậy trời. Ôi, bao vây nước ai à? Mình đi ra chỗ khác chơi. Đấy, trời ơi, tôi làm lại ngay từ phút ban đầu. Còn gì không à? Kiếp làm gì nó u mê mình dữ trời. Nhớ cho nên là đã nói rồi, top 1 là bác sĩ, top 2 á là chủ tế. Ủa không đuổi nữa hả? Sao chị ra đây này, em dẫn tranh cho chị già xem này. Có nguyên bức tranh to đùng ở đây luôn. Bạn nào mình thấy bức tranh tinh tế cái là lôi Hunter về cái tranh là ngon. Nhưng mà trận này thì cầm phấn khích ấy, ngon, thực sự rất là ngon. Chưa thì có điều phối với lại họa sĩ mà không cầm phấn khích thì đúng xỉu luôn. Mặc dù là nó cũng không có làm cho mình nhảy lên được thêm một tí để mình có thể mình giết người được. Nhưng mà ít ra đỡ bị stun. Nhưng mà cai 5 máy nha. Trời ơi, đừng có chọc với chị chủ tế. Bên kia chắc đông vui lắm, thấy chị cá lên. Đổi từ đầu trận đến cuối trận. Xong cái máy nổ cái bỏ. Không hiểu nổi luôn á. Nãy tôi cai có 5 giây sao. Trời ơi, vô cái gì mà face to face. Chị coi đây này, còn súng chưa bắn luôn á. Quả tay cầm súng đúng hung thần. Các bạn đặt cái vòng xanh ở ngay cái nút cổng này. Ví dụ Hunter nó có tele tới thì nó sẽ bị làm choáng. Nó xuyên qua cái bên trong cổng luôn. Nói chung là chị điều phối có thể đứng ở trong và bắn luôn cũng rất là ok. Để mình vô mình hit drama xem bên trong nó vui không. Rồi chết rồi. Rồi chị điều phối. Đôi mắt Pleiku biển hồ đây. Cái đôi mắt đỏ le đỏ lét. Thôi đi luôn đi chị ơi. Tiếc gì quả súng nữa, nó lại giết cho. Đấy các bạn thấy không? Nói chung là mình cũng không có cảm thấy mình được cay được nhiều đâu. Nhưng mà máy cứ nổ đùng đùng. Sợ thật ý. Mai mốt con bé đó còn, con cô gái đó nó còn ký sinh vô người nữa. Được 50% tốc độ giải máy nữa. Còn gớm hơn nữa cơ. Bay rồi. Ủa bay tại chỗ vậy? Ghế không có xoay gì hết trơn nhỉ? Ok và mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Chúc các bạn có một buổi sáng, buổi chiều vui vẻ nha.